Hôm qua, đại diện ban tổ chức giải vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 đã đến nơi đóng quân của đội tuyển Futsal Việt Nam là khách sạn Vanaquip để kiểm tra kỹ thuật cũng như tiếp nhận đăng ký trang phục thi đấu của đội trưởng Văn Vũ và các đồng đội. Theo đó, đội tuyển Futsal Việt Nam đã ký hai bộ trang phục thi đấu. Bộ màu đỏ là trang phục chính và bộ màu trắng là trang phục thứ hai. Đây cũng là mẫu trang phục chung của các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo quy định, sau khi tiếp nhận mẫu áo đăng ký thi đấu của đội tuyển Futsal Việt Nam, ban tổ chức giải đã kiểm tra quy chuẩn về kích cỡ in cũng như chất liệu vải để đảm bảo theo tiêu chuẩn thi đấu của vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Bên cạnh đó, ba lô di chuyển, tất của các cầu thủ cũng được kiểm tra kỹ theo quy trình của ban tổ chức giải. Đại diện FIFA cũng như ban tổ chức đánh giá cao công tác chuẩn bị về mặt kỹ thuật của đội tuyển Futsal Việt Nam và đã trao bảng danh vị, chứng nhận tham gia vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 cũng như kỷ niệm chương cho từng thành viên đội bóng. Đây là lần thứ hai liên tiếp bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi Futsal World Cup và điều rất đáng tự hào đã được nhận bảng danh vị của giải. Liên quan đến công tác chuyên môn, trong buổi tập tối ngày hôm qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có những sự điều chỉnh về giáo án so với các buổi tập trước đó. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã rèn rất nhiều các tình huống cố định cho học trò để hy vọng tận dụng triệt để cơ hội trong trận đấu mở màn lúc 20 giờ ngày 13 tháng 9, tức 0 giờ ngày 14 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Các cầu thủ nắm bắt rất nhanh giáo án của huấn luyện viên Phạm Minh Giang, đồng thời thi triển rất tốt các pha phản công nhanh từ sân nhà. Gặp đội tuyển Futsal Brazil ngay trận mở màn là thử thách rất lớn đối với đội tuyển Futsal Việt Nam bởi đối thủ có sự vượt trội về đẳng cấp. Nhưng không vì vậy mà đội tuyển Futsal Việt Nam đánh mất sự tự tin. Theo kế hoạch hôm nay, đội tuyển Futsal Việt Nam tập buổi đầu tiên tại địa điểm sẽ diễn ra thi đấu với đội tuyển Futsal Brazil là sân Clapeda Arena.